Xin kính chào quý vị khán giả, mời quý vị theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Dương. Sáng nay, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hoàng Thao đã chủ trì cuộc họp nghe ý kiến của các ngành về công tác chuẩn bị diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Bình Dương năm 2023. Tại cuộc họp, đại diện Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Công an tỉnh Bình Dương đã báo cáo tóm tắt công tác chuẩn bị diễn tập năm 2023. Theo đó, các ngành đã quán triệt và thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của Quân khu 7, Tỉnh ủy và Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương về nhiệm vụ kế hoạch tổ chức diễn tập năm 2023. Cụ thể, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã phối hợp với các ngành, đơn vị khảo sát thống nhất địa điểm thực binh A2, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, thống nhất phương án đảm bảo đường truyền tín hiệu hình ảnh, các địa điểm vận hành cơ chế và các khu thực binh. Bên cạnh đó, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bình Dương và Công an tỉnh Bình Dương đã chuẩn bị đầy đủ thành phần, quân số, phương tiện, trang thiết bị, vũ khí, thao trường huấn luyện thực binh. Đồng thời, cấp tỉnh và cấp huyện đã cơ bản hoàn thành các văn kiện lãnh đạo chỉ đạo, văn kiện thực hành diễn tập, hoàn thành kịch bản quay phim, thuyết minh, dẫn dắt cuộc diễn tập, tổ chức ghi hình, chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang. Phát biểu kết luận tại cuộc họp, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hoàng Thao đánh giá cao công tác chuẩn bị của các ngành và địa phương, đồng thời nêu lên ý nghĩa và tầm quan trọng của công tác chuẩn bị diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Bình Dương năm 2023. Qua đó yêu cầu các cấp, các ngành địa phương tiếp tục tăng cường công tác phối hợp, giải quyết nhanh các khó khăn vướng mắc còn tồn tại, chú trọng đến công tác kiểm tra, rà soát, đôn đốc, sớm hoàn thành các văn kiện, công tác huấn luyện thực binh, chuẩn bị đầy đủ các trang thiết bị, phương tiện. Đồng thời đảm bảo các yêu cầu về hậu cần, an ninh trật tự trong suốt quá trình diễn tập. Hòa trong không khí phấn khởi cùng cả nước thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 78 năm ngày cách mạng tháng 8 thành công và quốc khánh 2 tháng 9, 75 năm thành lập đảng bộ Thủ Dầu Một, tháng 8 năm 1948, tháng 8 năm 2023. Sáng nay tại đường Phan Đăng Lưu, đoạn thuộc phường Tân Bình Hiệp và phường Tân An, Ủy ban Nhân dân thành phố Thủ Dầu Một tổ chức lễ khánh thành và công bố khởi công công trình chào mừng trên địa bàn. Đến dự có Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương Võ Văn Minh. Bốn công trình được khánh thành và công bố khởi công gồm: khánh thành công trình nâng cấp mở rộng đường Phan Đăng Lưu đoạn từ ngã tư Võ Cái đến chợ Bến Thế ra bờ bao sông Sài Gòn; công trình trường tiểu học Định Hòa 2, trường trung học cơ sở Phú Hòa 2 và công bố khởi công dự án cải tạo nâng cấp mở rộng trường trung học cơ sở Nguyễn Văn Cừ. Trong đó, công trình nâng cấp mở rộng đường Phan Đăng Lưu có tổng chiều dài tuyến 1.577m với tổng mức đầu tư hơn 297 tỷ đồng. Đến nay, qua gần 3 năm triển khai thi công, công trình đã hoàn thành kịp tiến độ chào mừng kỷ niệm những ngày lễ lớn của địa phương và đất nước. Đối với công trình trường tiểu học Định Hòa 2, được xây dựng trên diện tích hơn 11.000m2 gồm 4 tầng, 33 phòng học, 15 phòng chức năng và các hạng mục phụ trợ, đảm bảo việc học tập cho hơn 1.000 học sinh. Công trình trường trung học cơ sở Phú Hòa 2 được xây dựng trên diện tích hơn 23.000m2, được xây dựng 5 tầng với 46 phòng học, 12 phòng chức năng và các công trình phụ trợ khác, đảm bảo nhu cầu học tập cho hơn 2.000 học sinh. Về dự án cải tạo nâng cấp mở rộng trường trung học cơ sở Nguyễn Văn Cừ, chuẩn bị khởi công. Đây là công trình cấp 3 được định hướng là một trong những trường thuộc danh mục trường trung học cơ sở đạt chuẩn quốc gia của tỉnh. Công trình có tổng diện tích hơn 11.000m2, cải tạo các khối nhà hiện hữu, xây dựng mới khối nhà lớp học 5 tầng, nhà đa năng và các hạng mục phụ trợ. Tổng dự toán công trình 89 tỷ 923 triệu đồng, thời gian thi công 370 ngày, dự kiến hoàn thành vào tháng 7 năm 2024. Những công trình được khánh thành và công bố khởi công hôm nay hết sức ý nghĩa, chào mừng quốc khánh và đáp ứng tốt nhu cầu của địa phương trên các lĩnh vực giao thông, giáo dục. Sáng nay đã diễn ra hội nghị trực tuyến của Ban Chỉ đạo Trung ương các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025. Nội dung nhằm sơ kết tình hình triển khai thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2023 và giải pháp nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới. Chủ trì phía đầu cầu Hà Nội có Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang, trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương các chương trình mục tiêu quốc gia, và chủ trì phía đầu cầu Bình Dương có ông Mai Hùng Dũng, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương. Theo đó, thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025, Trung ương và cấp tỉnh đã thành lập và kiện toàn Ban Chỉ đạo, hoàn thiện thể chế, chính sách quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia. Về phân bổ, giao kế hoạch, dự toán ngân sách Trung ương, tổng vốn nguồn ngân sách Trung ương đã phân bổ giao các bộ cơ quan Trung ương và các địa phương thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2023, 83.616,619 tỷ đồng, bao gồm vốn đầu tư công 48.216,812 tỷ đồng, bằng 47,24% kế hoạch đầu tư công trung hạn. Nguồn ngân sách Trung ương giai đoạn 2021-2025,
về giải ngân vốn đầu tư của các chương trình. Ước tính đến ngày 31 tháng 8 năm 2023, kết quả giải ngân vốn đầu tư công trong năm 2023 của các chương trình khoảng 16.365,331 tỷ đồng, đạt 47,81% kế hoạch. Kết quả thực hiện mục tiêu nhiệm vụ của các chương trình mục tiêu quốc gia, mục tiêu về tỷ lệ giảm nghèo vùng đồng bào dân tộc thiểu số, trung bình đạt 3,4%, đạt mục tiêu kế hoạch giao. Ước tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều đến năm 2023 còn 2,93%, giảm 1,1%. Tỷ lệ hộ nghèo tại các huyện nghèo còn khoảng 33%, giảm 5,62%. Tỷ lệ hộ nghèo dân tộc thiểu số còn khoảng 17,82%, giảm 3,2%, đạt chỉ tiêu Quốc hội, Chính phủ giao. Cả nước có 6.022 trên 8.177 xã, 73,65% đạt chuẩn nông thôn mới, tăng 11,3% so với cuối năm 2020. Có 263 đơn vị cấp huyện thuộc 58 tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương đã được Thủ tướng Chính phủ công nhận hoàn thành nhiệm vụ đạt chuẩn nông thôn mới. Có 19 tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương, có 100% số xã đạt chuẩn nông thôn. Tại hội nghị, các bộ ngành địa phương cũng đã nêu ra các khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai, thực hiện, đồng thời đề xuất và kiến nghị một số giải pháp. Phát huy cao nhất vai trò của cấp ủy, chính quyền các cấp trong chỉ đạo, điều hành, kiểm tra, đôn đốc và tuyên truyền để nhanh tiến độ thực hiện. Tăng cường công tác phối hợp, kiểm tra, chỉ đạo, giám sát của ban chỉ đạo các cấp, tiếp tục ra soát, hoàn thiện thể chế, chính sách quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia đồng bộ từ trung ương tới địa phương. Đảm bảo cân đối nguồn lực từ ngân sách nhà nước, nghiên cứu đổi mới cơ chế huy động vốn tín dụng chính sách và thực hiện đồng bộ các giải pháp huy động nguồn lực khác từ doanh nghiệp, các tổ chức, người dân, các đối tác nước ngoài, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thực hiện các chương trình tại các cấp để tổ chức thực hiện có hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia. Sáng nay, đoàn công tác của Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã có buổi làm việc với Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Dành tiếp và làm việc với đoàn. Nội dung làm việc của đoàn liên quan đến việc thực hiện kết luận thanh tra số 1928 ngày 28 tháng 3 năm 2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về chấp hành pháp luật đầu tư công giai đoạn 2015-2017 và kiểm tra việc cấp, điều chỉnh, thu hồi giấy chứng nhận đăng ký đầu tư giai đoạn 2015-2018 tại tỉnh Bình Dương. Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Dành yêu cầu các đơn vị liên quan tích cực phối hợp và tạo điều kiện thuận lợi để đoàn công tác của Bộ Kế hoạch và Đầu tư thực hiện tốt nhiệm vụ. Đồng thời cũng mong muốn qua kiểm tra, Bộ Kế hoạch và Đầu tư nắm được tình hình thực tế các vướng mắc khó khăn trong triển khai đầu tư công tại tỉnh Bình Dương, từ đó tổng hợp, kiến nghị sửa đổi bổ sung những quy định chưa phù hợp. Theo báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư, tỉnh Bình Dương đã nghiêm túc tổ chức triển khai thực hiện kết luận thanh tra số 1928 của Bộ. Cụ thể, các chủ đầu tư đã nghiêm túc thu hồi, nộp ngân sách nhà nước với số tiền hơn 310 triệu đồng, giảm trừ giá trị dự toán gần 16 tỷ đồng, giảm trừ khi thanh quyết toán hơn 4 tỷ 300 triệu đồng. Ngoài ra, các chủ đầu tư, ban quản lý dự án, bên mời thầu đã chấn chỉnh rút kinh nghiệm trong công tác thẩm định và tham mưu phê duyệt hình thức tổ chức quản lý dự án, ra soát phân loại dự án, lựa chọn nhà thầu tư vấn có đủ năng lực kinh nghiệm, tăng cường tính công bằng, minh bạch trong công tác đấu thầu, góp phần sử dụng hiệu quả ngân sách nhà nước. Sáng nay, thành phố Thủ Dầu Một đã tổ chức lễ trao giải các cuộc thi tìm hiểu lịch sử Đảng bộ Thủ Dầu Một, sáng tác biểu trưng Thủ Dầu Một, cuộc thi nhiếp ảnh thời sự nghệ thuật, sáng tác ca khúc tân cổ cổ nhạc tác phẩm về thành phố Thủ Dầu Một. Dự trao giải có Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Đông. Các cuộc thi được phát động nhằm thiết thực chào mừng kỷ niệm 78 năm ngày Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 2 tháng 9 1945, 2 tháng 9 năm 2023, kỷ niệm 75 năm thành lập Đảng bộ Thủ Dầu Một tháng 8 năm 1948, tháng 8 năm 2023. Sau thời gian phát động, các cuộc thi đã thu hút đông đảo cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân và nhân dân tham gia hưởng ứng tích cực và đạt được những kết quả cao. Các tác phẩm tham gia dự thi đều có sự chuẩn bị đầu tư chu đáo, chỉnh chu và đầy tâm huyết của tác giả. Trong đó đặc biệt là cuộc thi sáng tác biểu trưng thành phố Thủ Dầu Một đã được ban tổ chức trưng cầu ý kiến của nhân dân trên địa bàn. Kết quả, ban tổ chức đã trao 8 giải tập thể, 40 giải cá nhân thi viết và thi trực tuyến cuộc thi tìm hiểu lịch sử Đảng bộ Thủ Dầu Một, trao 1 giải nhất và 4 giải khuyến khích cuộc thi sáng tác biểu trưng thành phố Thủ Dầu Một và nhiều giải khác cho những tác giả có tác phẩm xuất sắc trong các cuộc thi. Sáng nay, huyện Phú Giáo họp mặt kỷ niệm 78 năm ngày truyền thống văn phòng các cơ quan hành chính nhà nước 28 tháng 8 năm 1945, 28 tháng 8 năm 2023.
Tại buổi họp mặt, các đại biểu được ôn lại truyền thống văn phòng các cơ quan hành chính nhà nước trong 78 năm qua. Thời gian qua, cán bộ, công chức, viên chức văn phòng cơ quan hành chính nhà nước huyện Phú Giáo đã làm tốt công tác nghiên cứu, tham mưu, thẩm định, đề xuất giúp việc cho Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân huyện, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện ban hành các văn bản về công tác quản lý nhà nước trên tất cả các lĩnh vực phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh tại địa phương, chú trọng đổi mới tác phong, lề lối làm việc, cải cách hành chính và thực hiện nhiều giải pháp quyết liệt để ngày càng nâng cao chất lượng hoạt động của văn phòng. Thay mặt lãnh đạo huyện, ông Nguyễn Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện, ghi nhận và đánh giá cao vai trò của văn phòng trong công tác tham mưu giúp việc cho lãnh đạo huyện trong những năm qua. Đồng thời, trong thời gian tới, ông mong muốn đội ngũ cán bộ, nhân viên văn phòng tiếp tục nỗ lực để làm tốt hơn nữa chức năng, nhiệm vụ của mình, đảm bảo đúng quy trình, quy định của nhà nước, góp phần hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ chính trị đề ra. Thưa quý vị, thực hiện khung thời gian năm học 2023-2024 của Ủy ban Nhân dân tỉnh, hôm nay học sinh các cấp học trên địa bàn tỉnh Bình Dương đồng loạt tụ trường sau gần 3 tháng nghỉ hè. Rộn ràng, vui tươi, đầy năng lượng là không khí chung tại các trường học. Không chỉ học sinh mà các thầy cô giáo và phụ huynh cũng phấn khởi trong ngày tụ trường. Với sự chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng, các trường tiểu học trên địa bàn tỉnh Bình Dương thực hiện công tác đón học sinh lớp 1 trật tự, thân thiện, đảm bảo nhanh chóng đưa trẻ vào lớp để triển khai các hoạt động đầu năm. Đa phần phụ huynh đều đưa con đến trường từ sớm và trang bị đầy đủ theo yêu cầu của nhà trường. Sân trường, lớp học được vệ sinh sạch đẹp và trang trí sinh động nhằm góp phần tạo hứng thú và niềm yêu thích đến trường cho học sinh. Trong tuần lễ đầu tiên này rất là quan trọng, tất cả cán bộ, giáo viên, nhân viên của nhà trường tạo tâm thế thoải mái, sẵn sàng, vui tươi, phấn khởi cho tất cả các em học sinh, đặc biệt là học sinh đầu cấp, học sinh lớp 1. Và cũng trong tuần lễ đầu tiên này thì tất cả giáo viên chủ nhiệm tiến hành xây dựng nền nếp lớp, hướng dẫn học tập nội quy nhà trường. Học sinh làm quen với thầy cô, với bạn bè và giáo viên chủ nhiệm cũng nắm hoàn cảnh cụ thể của các em để nhà trường có hướng giúp đỡ các em. Tuần đầu tiên đến trường, học sinh chủ yếu làm quen thầy cô, bạn bè, nề nếp, nội quy. Đây cũng là thời gian để nhà trường thống kê lại số lượng học sinh và sắp xếp phân công các nhiệm vụ chuyên môn sao cho phù hợp, hiệu quả. Từ đó giúp giáo viên an tâm phát huy tối đa năng lực để hoàn thành nhiệm vụ với kết quả cao. Ngoài ra, thầy cô và học sinh các trường tập trung triển khai các nội dung chuẩn bị cho lễ hội khai giảng vào ngày 5 tháng 9. Cảm giác của em bây giờ rất là náo nức, cũng như là phấn khởi. Tuy không phải là lần đầu tiên bước đến ngôi trường cấp 3 nhưng mà nó cũng là một cảm giác rất là hào hứng trong lòng khi mà em được lên một chặng đường mới để có thể chinh phục được cuộc thi đại học năm nay. Niềm vui ngày tụ trường sẽ tạo đà để học sinh bước vào năm học mới với khí thế vui tươi, hào hứng. Về phía các bậc phụ huynh cũng cảm thấy an lòng gửi gắm con em đến trường. Dự kiến năm học 2023-2024, Bình Dương sẽ có 548.000 học sinh từ mầm non đến tiểu học, trung học phổ thông, giáo dục thường xuyên. Vượt qua áp lực về cơ sở vật chất và đội ngũ giáo viên, toàn ngành giáo dục và đào tạo tỉnh linh hoạt, chủ động, đề ra nhiều giải pháp, đảm bảo tất cả học sinh đều được đến trường, đồng thời quyết tâm thực hiện thắng lợi chủ đề năm học mới là đoàn kết, kỷ cương, sáng tạo, tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo. Cùng với toàn tỉnh Bình Dương, việc cấp biển số định danh theo thông tư số 24 của Bộ Công an trên địa bàn huyện Bắc Tân Uyên đang được triển khai thuận lợi theo hướng hỗ trợ giải quyết tối đa quyền lợi người dân. Đến làm thủ tục cấp biển số định danh cho phương tiện ô tô mới mua, khác với lo lắng ban đầu, chỉ trong thời gian ngắn, hồ sơ của anh Bùi Thanh Hà ở huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương đã được giải quyết xong. Lần đầu tiên đến thì thấy cũng bỡ ngỡ, nhưng mà đến cũng được cán bộ ở đây hướng dẫn rất rõ ràng và nhanh chóng, thủ tục nhanh. Thì tôi đã hoàn thành trong vòng 10 phút là xong. Để đảm bảo cho công tác triển khai cấp biển số định danh theo thông tư số 24, các điều kiện chuẩn bị đã được ngành công an huyện Bắc Tân Uyên chủ động từ trước. Cùng với đầu tư trang thiết bị, kết nối đường truyền, cán bộ chiến sĩ làm việc ở các điểm đăng ký ở công an huyện và công an các xã thị trấn đã được tập huấn nghiệp vụ. Gắn liền đó là công tác phối hợp tuyên truyền để người dân hiểu và chấp hành đúng quy định. Sau hơn 10 ngày triển khai, việc cấp đổi biển số xe định danh trên địa bàn huyện tiến hành thuận lợi, tạo được sự tin tưởng, đồng thuận cao trong nhân dân. Khi mà tiếp nhận cái hồ sơ theo cái thông tư mới 24-25 tại các điểm đăng ký ở huyện và các cái xã thị trấn thì chúng tôi đã bố trí cán bộ tiếp nhận hướng dẫn người dân khi mà đến kê khai các cái thủ tục này thì đều được cái lực lượng hỗ trợ hướng dẫn rồi khai trên dịch vụ công rồi hướng dẫn cách thức để mà nhập các cái thông tin cần thiết yếu
Tuy nhiên thì qua cái dịch vụ công này thì cũng do thực hiện cái đề án 06 của chính phủ thì chúng tôi được cái thuận tiện là chúng tôi được đổi dữ liệu từ cái đề án này qua, nên hầu như là chúng tôi chỉ nhập một số thông tin cơ bản, thì cái này là một trong những cái thuận tiện tạo cái điều kiện để chúng tôi hoàn thành tốt cái nhiệm vụ. Biển số định danh mang lại nhiều lợi ích cho người sử dụng và đơn vị quản lý, giúp thuận tiện truy xuất thông tin của phương tiện và thông tin của chủ xe trên hệ thống cơ sở dữ liệu. Qua đó góp phần quan trọng trong công tác bảo đảm an ninh trật tự, nâng cao ý thức của người tham gia giao thông. Lực lượng chức năng huyện Bắc Tân Uyên cũng đang nỗ lực không ngừng để thực hiện hiệu quả thông tư số 24, tạo bước đột phá trong cải cách thủ tục hành chính ở địa phương. Thưa quý vị, với lợi thế về vị trí địa lý, bề dày lịch sử, văn hóa truyền thống và sự phát triển mạnh mẽ về công nghiệp, các ban ngành hữu quan tỉnh Bình Dương đã luôn quan tâm đến việc quy hoạch, đầu tư xây dựng các làng nghề truyền thống, khu di tích, khu du lịch sinh thái, đáp ứng nhu cầu vui chơi, giải trí, tham quan, nghỉ dưỡng của người dân địa phương và du khách. Với sự quan tâm chỉ đạo sát sao của tỉnh ủy trong nửa nhiệm kỳ qua, ngành văn hóa, thể thao và du lịch tỉnh Bình Dương đã triển khai thực hiện hiệu quả các chương trình kế hoạch về phát triển văn hóa du lịch. Phần lớn các chỉ tiêu tỉnh giao về đầu tư công gắn liền với các phần việc xây dựng, tu bổ, tôn tạo những công trình dự án trọng điểm, thúc đẩy doanh thu góp phần phát triển kinh tế xã hội đã đạt và vượt kế hoạch đề ra. Về văn hóa thì tỉnh đã có 63 di tích được xếp hạng, hơn 20 lễ hội truyền thống được duy trì tổ chức, bảo tồn, xây dựng, phát triển hệ thống thiết chế văn hóa, hệ thống di tích lịch sử cách mạng, làng nghề truyền thống, nhiều hoạt động thể dục thể thao quần chúng. Tính đến nay, tỉnh đã có 13 khu điểm du lịch, 247 đơn vị kinh doanh lưu trú du lịch và tổ chức được 350 chương trình nghệ thuật, các hội thi, hội diễn, phục vụ tốt các nhiệm vụ chính trị và đáp ứng nhu cầu vui chơi nghỉ dưỡng, hưởng thụ văn hóa tinh thần, cũng như nhu cầu dã ngoại về nguồn, hướng về các địa chỉ đỏ của lớp trẻ và nhân dân. Sau Hội nghị Văn hóa Toàn quốc năm 2021 và sau Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bình Dương lần thứ 11, ngành văn hóa, thể thao, du lịch đã tập trung phát huy nhân tố con người, đặc biệt là đội ngũ nhân lực ở cơ sở để có nền tảng kiến thức phục vụ tốt nhất cho khách tham quan, du lịch và có tinh thần trách nhiệm trong việc gìn giữ, phát huy giá trị di sản. Gìn giữ cái nét đẹp, cái thành quả với ánh của ông bà mình để lại. Trong bối cảnh các địa phương đang nỗ lực khắc phục kinh tế sau đại dịch, bên cạnh những thành tựu đạt được, ngành văn hóa, thể thao, du lịch cũng không tránh khỏi những khó khăn, thách thức. Mặc dù địa phương có những con sông mà phù hợp cho cái việc phát triển du lịch sinh thái, nhưng mà du lịch đường sông đến nay thì cũng chưa có, phải nói rằng là cũng chưa đáp ứng đúng cái kỳ vọng. Đó là do những cái yếu tố về hạ tầng, kỹ thuật đường sông, chẳng hạn những bến tàu du lịch. Hiện nay thì cũng chưa có nhiều, cũng ảnh hưởng phần nào đến cái việc mà hoạt động cho cái du lịch đường sông. Bên cạnh đó thì những cái dịch vụ chất lượng cao hoặc là dịch vụ phục vụ du lịch mà nhất là về kinh tế đêm thì hiện nay Bình Dương cũng chưa có những cái dịch vụ về hoạt động về đêm mang tính để tạo điểm nhấn cho cái du lịch. Mặc dù trên địa bàn cũng có những cái cơ sở lưu trú, nhưng mà cơ sở lưu trú cũng cao cấp thì cũng chưa nhiều. Với mục tiêu xây dựng du lịch trở thành ngành kinh tế có vị trí quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Bình Dương, Sở Văn hóa, Thể thao, Du lịch tiếp tục thực hiện nhiều giải pháp tích cực huy động các nguồn lực xã hội hóa, khai thác tối đa tiềm năng thế mạnh ở địa phương để tạo sự đa dạng phong phú về sản phẩm du lịch, cũng như phát huy hiệu quả các giá trị văn hóa, phấn đấu đến năm 2030 sẽ đạt 480.000 lượt khách quốc tế, hơn 7,6 triệu lượt khách nội địa và mức doanh thu du lịch đạt mức 3.700 tỷ đồng. Đúng như kỳ vọng. Chương trình thời sự trưa nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Dương đến đây xin phép được khép lại. Rất cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.